Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây chính là mẫu điện thoại mở đầu cái trào lưu viên pin cực kỳ lớn của Xiaomi luôn. Viên pin của nó lên tới là 5500 mAh. Và nghe đây thì các bạn cũng ngầm hiểu ra là điện thoại gì rồi đúng không? Đây là chiếc Redmi K50, một cái con máy mà lướt full box và hình thức còn đẹp nhá. Đây là phiên bản màu đen nhan thạch, nó sẽ mức giá là khoảng hơn 5 triệu một xíu. Rồi, trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em là hơn 5 triệu của K50 thì nó sẽ đem đến cho anh em những cái gì. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Đầu tiên là hộp của chiếc Redmi K50 thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản hộp màu trắng nhá, chứ không phải là màu đen như kiểu con K60 đâu. Và các bạn sẽ thấy hai cái thông số rất là ok này, đó chính là sạc nhanh 67W và màn hình độ phân giải lên tới là 2K. Ở phía bên trong thì anh em sẽ có cái quan trọng nhất, cái giá trị nhất đi. Mấy cái ốp lưng thì nói chung là anh em đeo một tuần là nó cũng cháo lòng hết, đó chính là củ sạc 67W. Nếu mà anh em mua ngoài thị trường nhá, một củ sạc bóc máy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 350.000 đồng. Đấy, thì đây là một cái giá trị nhất của hộp full box chiếc Redmi K50. Và khi mà anh em bán lại cho người khác thì có cái hộp này, nó cũng nhìn nó cũng sẽ uy tín hơn. Đây là trọng lượng của chiếc Redmi K50 nhá. Anh em có thể thấy là nó chỉ có 202,4g thôi. Mặc dù em nó có một cái viên pin rất khủng, mình phải nói là rất khủng trong cái thế giới Android này. Tất nhiên là cũng có những con máy mà pin nó khủng hơn đến từ những thương hiệu mà tầm trung giá rẻ hơn đấy. Bán chính hãng Việt Nam viên pin 6.000-7.000, nhưng mà với một con máy mà cấu hình khá tốt như này thì viên pin 5.500 thì thuộc dạng là rất ok. Không chỉ là nhựa thôi, đấy, mặt sau thì được hoàn thiện bóng kính. Đây phiên bản màu đen nhan thạch cũng khá đẹp, cũng cam thì cũng được làm dẹt thôi, không phải quá lồi. Con này thì vẫn sử dụng là nút nguồn kiêm cảm biến vân tay nhá. Đến đời K60 thì chúng ta mới có là cảm biến vân tay ở phía bên trong màn hình. Ở phía trên thì các bạn sẽ có là lỗ loa này, cổng hồng ngoại, mic. Ở phía bên này thì các bạn trống trơn không gì cả. Ở phía dưới sẽ có khai sinh vật lý này, mic, tai si và loa. Rồi, kính cường lực của chiếc K50 là kính Victus. Đấy, một cái kính cũng rất là bền bỉ rồi. Về việc màn hình của chiếc Redmi K50 thì mình thấy là bình thường. Bình thường, mình thậm chí là nó còn chưa đẹp bằng chiếc Redmi K40S theo cái con mắt thẩm mỹ của mình là như vậy. Thì đây, mình sẽ zoom sát lên cho anh em nhìn. Đó. Nó bình thường thôi đúng không? Nó không có cái gì quá đặc biệt cả. Chúng ta sẽ sử dụng một cái tấm nền là OLED 120Hz Dolby Vision HDR10+ và độ sáng tối đa lên tới là 1200 nits. Đây là một độ sáng rất là tốt rồi. Kích thước màn hình là 6.67 inch đường chéo và độ phân giải lên tới là Quad HD cộng. Nhưng mà thực ra là anh em để Full HD cộng là được rồi, nó cũng đủ nét rồi. Quad HD cộng anh em nào gọi là sử dụng kính thực tế ảo thì mới cần thôi. Màu sắc của Xiaomi trên những chiếc điện thoại tầm trung thì nó cũng gần như nhau thôi, nghĩa là nó sẽ hơi đậm màu một chút. Sẽ thấy là cái màu trắng của chiếc điện thoại này thì chưa bị ám ố hay gì cả. Dù gì thì con máy này mới ra mắt từ tháng 3 năm 2022 và về Việt Nam là từ tháng 4, có nghĩa là chưa được 1.5 năm. Đấy, thế nên là những con máy mà kiểu lướt này thì thường là màn hình của nó vẫn khá là trong trẻo. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghe hai loa của chiếc điện thoại nhá. Cái giọng ca sĩ thì nghe chán đời quá anh em ạ. Anh em nghe âm thanh thế nào? Mình thì nói thật là tất cả những con máy mà tầm trung kiểu dưới 8 triệu Xiaomi, Realme, OnePlus hay là bất kỳ một thương hiệu nào khác thì nó đều có chất lượng âm thanh kiểu bình thường thôi. Nó có hai loa để cho anh em trải nghiệm âm thanh vòm thôi. Đấy, chứ còn mình không thể khen được quá hai loa của những cái chiếc điện thoại như thế này. Anh em thấy là trong phần cài đặt của chiếc điện thoại này là có tiếng Việt, nhưng mà thực ra nó vẫn sử dụng ROM gốc, bởi vì là dùng cái file APK đấy. Mình cũng đã làm cái clip là cách Việt hóa Xiaomi khi mà không cần unlock bootloader rồi. Tuy nhiên thì cái cách đấy nhá, nó không hỗ trợ toàn bộ chiếc điện thoại đâu. Đấy, một số chiếc điện thoại thì nó không vào được phần wifi. Cái đấy thì anh em tham khảo thôi. Chiếc điện thoại này sử dụng con chip mình cảm thấy rất là ổn luôn. Ở trong phân khúc giá của nó khoảng hơn 5 triệu tí, đó chính là Dimensity 8100. Con chip này sản xuất trên tiến trình là 5 nm, nhưng mà nó không bị nóng như 888, nó mát hơn rất là nhiều. Phiên bản này là phiên bản RAM 8GB bộ trong 128GB. Nó là phiên bản tối thiểu của chiếc Redmi K50. 8100 anh em chơi game gì cũng được nhá, thời điểm hiện tại. Kể cả anh em chơi Genshin Impact cũng được luôn. Chỉ có tiếc là Genshin Impact ở bây giờ thì nó lại không có trên CH Play nữa, và các bạn cần phải tải APK ở phía bên ngoài, ví dụ như là tải trên trang APK Pure hoặc là trên trang APK Combo đấy. Chứ còn anh em nào mà tải trực tiếp Genshin Impact ở cái ứng dụng Get App nhá, là nó chỉ ra Genshin Impact tiếng tàu thôi. Bộ nhớ trong của nó cũng là chuẩn tốc độ cao rồi, có nghĩa là chuẩn 3.1. Về camera của chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ nâng cấp so với cả đời trước, nâng cấp một xíu thôi. Ở phía trước thì anh em sẽ có một camera selfie độ phân giải là 20 chấm, ở phía sau thì anh em sẽ có là 48 chấm và có chống rung học đấy. Thì nó chỉ nâng cấp cái đấy thôi, để anh em mà đi du lịch chụp quay phim nó sẽ ổn định hơn.
8 chấm ultra wide và 2 chấm là macro. Hôm nay thì điều kiện ở Hà Nội nó vẫn âm u lắm, thế nên mình không chụp được cái không quay được cái thước phim nào nó quá là đẹp cả. Đây toàn bộ là những cái bức ảnh ở trong nhà nhá. Bức ảnh đầu tiên là mình chụp chiếc GT2 Pro màu xanh nền tím, thì anh em thấy là cái màu sắc của con K50 là hiện lên khá là đậm, đúng không? Nó sẽ đậm hơn so với thực tế. Ví dụ như là màu của con GT2 Pro ở ngoài đời nó khoảng tầm 5 điểm, thì ở trên này nó nâng thêm khoảng tầm là 1 đến 2 điểm rồi, nó hơi bị đậm. Còn chi tiết thì không bị làm gai quá. Một số con máy Xiaomi bị làm chi tiết gai quá, nhìn nó ghê. Tiếp theo là về camera selfie chiếc điện thoại này, góc rộng, màu da cũng hơi sậm tí, nhưng mà được cái là không làm quá ảo, thì anh em sẽ dễ dàng chỉnh sửa hậu kỳ hơn. Đấy, và với cái độ phân giải lên tới là 20 chấm thì anh em có chụp đông người ấy, nó sẽ giữ lại được nhiều chi tiết hơn. Và từ nãy đến giờ anh em thấy là con Redmi K50 này mình đang để ở cái mức là pin yếu nhá. Lúc nãy máy còn 2% pin thôi, mình đã sạc siêu tốc lên một tí. Đấy, lên khoảng 10% và mình dùng từ nãy đến giờ thì hết rất là chậm luôn. Bởi vì viên pin nó lên tới là 5500 mAh, cực kỳ trâu. Đấy, nói chung là con này thì anh em sử dụng bình thường hay là anh em chơi game thì thoải mái thôi. Sạc nhanh nó hỗ trợ là 6-7W nữa. Anh em sạc từ 0 lên tới 80% trong vòng khoảng tầm 3 phút đồng hồ thôi. Tóm lại thì dòng K của Xiaomi luôn luôn là một cái dòng rất là thực dụng. Thực dụng kể cả về pin, kể cả về hiệu năng. Thời điểm hiện tại thì nó còn nâng cấp về màn hình khá là tốt so với cả hồi xưa nữa. Tần số quét màn hình cao rồi, độ phân giải cao, các thứ hết đủ cả rồi. Anh em nghĩ sao về chiếc Redmi K50? Mình nghĩ là cũng rất nhiều anh em ở đây từng sử dụng sản phẩm này hoặc là vẫn đang sử dụng chiếc Redmi K50. Đừng quên để lại ý kiến nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.